Hồi nãy Ngọt có nhận một cuộc điện thoại của anh khách này ở bên Zalo, thì ảnh hỏi em á là bên Ngọt có con xì bo nào mà giá mềm mềm không, thì em mới nói á là bên em không có xì bo giá rẻ đâu anh. Sự thật mất lòng nha anh chị, thà em nói trước mất lòng trước nhưng mà được lòng sau. Thì ảnh mới hỏi em á là có xe nào mà dưới 200 triệu không. Nói thẳng ra là em không có xe nào mà dưới 300 triệu luôn anh chị. Như con xe này nè, cái nguồn vô của em nha, em mua đã gần 400 triệu rồi anh chị, 400 triệu nha. Em bán ra ít nhất cũng phải hơn 400 triệu nha anh chị thì em mới bán được ha. Đó, thì làm sao mà có giá rẻ được anh chị. Em mới nói thẳng luôn, nếu mà anh muốn kiếm xe giá rẻ thì anh mua chỗ khác giùm em. Còn ở đây em bán xe giá đó là giá đó chứ không có rẻ hơn được. Đó, buồn thì chịu, sự thật mất lòng thôi anh chị. Không phải là em chảnh chó gì hay là em không muốn tư vấn, mà vấn đề là bây giờ em có mất thời gian em tư vấn cho anh chị đi chăng nữa thì tài chính của anh chị chỉ có nhiêu đó là nhiêu đó thôi, thì mình cũng đâu có tới được với nhau đâu, đúng không? Đỡ mất thời gian đôi bên, nói thẳng ra là vậy. Rồi anh chị nào yêu mến những cái dòng xe khác thì liên hệ cho em số điện thoại của em ha. Rồi cảm ơn anh chị nhiều ha.